chào tất cả các bạn, chúng tớ là Mr. Zero. Những pha cứu thua thay đổi cục diện trận đấu. Trận gặp Thái Lan tối ngày 19 tháng 11, Đông Văn Hậu có tình huống thi đấu lân xạ cứu một bàn thua trông thấy cho đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống sóng gió trước khung thành của Đặng Văn Lâm khi các tuyển thủ Thái Lan có pha phối hợp đẹp mắt. Đặng Văn Lâm xuất sắc cản phá cấu dứt điểm đầu tiên, nhưng sau đó bóng vẫn trong vòng 16m50. Nếu không có Đoàn Văn Hậu dùng cả thân người để chắn bóng thì có lẽ tỷ số đã khác. Cùng với Mr. Zero xem qua clip những pha cứu thua thay đổi cục diện trận đấu. Và Kim Sinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Đừng lo, đã có anh. Nhắc đến những pha cứu thua, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh của các thủ môn. Tuy nhiên, trong các trận đấu mà ngay cả khi người gác đền cũng bị đánh bại, thì các hậu vệ, trung vệ cũng sẵn sàng trở thành người hùng của đội bóng với những pha giải nguy ở thời khắc quyết định. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, những pha cứu thua thần thánh giúp thay đổi cục diện trận đấu ngay thôi nào. Trước pha đánh đầu của Salah, thủ môn Claudio Bravo hoàn toàn bất lực, chôn chân đứng nhìn. Còn nhiều cổ động viên trên sân Wembley đã thậm chí ăn mừng bàn thắng. Tuy nhiên, Walker lao về như một cơn lốc rồi thực hiện pha tung người móc bóng khó tin ngay trên vạch vôi. Pha cứu thua của hậu vệ sinh năm 1992 có thể xem là quý hơn vàng đã giúp Man City thoát thua khi trận đấu chỉ còn đếm bằng giây. Cứ ngỡ các học trò của huấn luyện viên Southgate sẽ chiếm spotlight bằng pha phối hợp xé toang hàng phòng ngự Bỉ, sau đó để Dier băng xuống lướt bóng qua đầu thủ thành Courtois. Nhưng không, khi tiền vệ người Anh chuẩn bị quay lưng chạy đi ăn mừng thì Alderweireld bất ngờ xuất hiện như một vị thần phá bóng cứu nguy cho tuyển Bỉ, qua đó giúp thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez đoạt hạng 3 tại World Cup 2018. Trong cuộc đối đầu giữa West Ham và Tottenham Hotspur ở vòng 36 ngoại hạng Anh, những nỗ lực mang về bàn gỡ hòa của gà trống tưởng chừng đã thành công nếu trung vệ Balbuena không phá bóng trên vạch vôi sau cú sút của Llorente. Ở đúng phút cuối cùng của trận đấu, trung vệ sinh năm 1991 đã đánh một đòn đau choáng váng cho Tottenham Hotspur bằng pha cứu thua không tưởng này của mình. Cú sút của Pedro đã đánh bại được thủ thành Julio Cesar, song nó chưa đủ để Tây Ban Nha có bàn gỡ hòa trước Brazil sau khi bị dẫn trước trong trận chung kết Confederations Cup 2013 bởi David Luiz đã kịp băng về phá bóng cứu thua cho đội nhà ngay sát vạch vôi. Trong tình huống này, nếu không tỉnh táo, Luiz có thể sẽ trở thành tội đồ bởi bóng đi khá hiểm, còn anh thì lao về với tốc độ rất nhanh. Quả không sai khi gọi Mats Hummels là chuyên gia cứu những bàn thua trông thấy khi không ít lần anh thay thủ môn làm nhiệm vụ cản phá bóng. Điển hình là trận đối đầu với Bayern Leverkusen, thánh phòng thủ lại một lần nữa đội đầu cứu nguy cho khung thành Dortmund. Trước tình huống bấm bóng đầy tinh tế của Rolando Arons, nếu không có pha đánh đầu giải nguy rất kịp thời ngay trên vạch vôi của Otamendi, thì mảnh lưới của Man City chắc chắn đã rung lên rồi.
Andriy Yarmolenko suýt có bàn thắng nếu như cú sút của anh loại được thủ môn Uruguay, nhưng đã bị David Alaba dùng đầu cản phá ngay vạch cầu môn. Pha cứu thua chẳng khác gì một bàn thắng của hậu vệ 28 tuổi đã góp phần giúp Hùm Xám loại được cây gai trong mắt khi đánh bại đương kim vô địch cúp quốc gia Dortmund 2-1 trong trận đấu diễn ra rạng sáng ngày 21 tháng 12 năm 2017. Trong trận chung kết Champions League giữa Bayern Munich và Dortmund mùa giải 2012-2013, trong nỗ lực đến tột cùng, trung vệ Subotic của Borussia Dortmund đã lao về và quăng người tung chân cứu thua một cách kỳ diệu ngay trước mũi Robben đang băng vào chỉ sau đó tích tắc. Cú block không thể tin nổi này chẳng khác gì một cảnh trong phim hành động. Pha cản phá của năm, thực sự điên rồ là những từ người hâm mộ dùng để miêu tả pha cứu thua này của John Stones. Nếu không có công nghệ goal line, mọi chuyện có thể đã rất khác bởi tình huống này thực sự quá nhạy cảm và trọng tài ra quyết định sai lầm cũng không có gì là lạ. Thực lực của Man City là điều không cần phải bàn cãi, nhưng hơn hết là may mắn vẫn luôn hiện hữu trên con đường thầy trò Pep Guardiola đã trải qua. Pha cứu thua ngoạn mục này đã giúp tạo tiền đề cho thắng lợi 2-1 của nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh trước đối thủ trực tiếp Liverpool. Carles Puyol được nhớ đến như một trong những hậu vệ tốt nhất của Barca, nhưng anh cũng cho thấy mình có thể trở thành một thủ môn. Trong trận đấu tại Champions League với Lokomotiv Moskova năm 2002, phút 66, tiền đạo của Moskova thoát súng thoải mái, vượt qua cả thủ môn Roberto Bonanno, nhưng vẫn còn Puyol trấn giữ trước khung thành. Bằng sự tài tình và dũng cảm, Puyol dùng ngực đỡ lấy cú sút của Obiora. Trên khắp các khán đài Camp Nou đêm đó, chỉ toàn tiếng vỗ tay dành cho chàng trai tóc bờm. Mr. Zero vừa điểm qua những pha cứu thua thần thánh, bạn ấn tượng với tình huống nào nhất? Hãy chia sẻ ý kiến của mình cho Mr. Zero biết bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới nhé. Đừng quên bấm subscribe để đăng ký kênh cũng như like, share và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn từ Mr. Zero. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.